Xin chào anh em, chào anh em quay lại với kênh Xe Hay Giờ kêu em ạ. Lời đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda CR-V bản L, bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CR-V đấy ạ. Và thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng bánh và các chương trình khuyến mại, cũng như là những tính năng option của chiếc xe Honda CR-V bản L có gì không. Em xin phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì mới comment bên dưới cho em nhá. Để em sẽ lên cho anh em một cái chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh em thì mới đăng ký kênh em nhá. Bởi vì kênh Xe Hay Từ Giàu của em sẽ chuyên về giá xe, tổng nón bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho anh em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe. Với giá miết của nó đang là 1 tỷ 118 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em đang áp dụng chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt cho anh em như sau. Đó chính là tặng cho anh em 100% phí trước bạ. 100% phí trước bạ anh em nhá. Ở nội thì nó lên tới khoảng 130 triệu đấy ạ. Ngoài ra sẽ tặng cho anh em nữa, đó chính là 72 triệu phụ kiện và 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa ạ. Tức là tổng khuyến mại nó lên tới tầm khoảng 220 triệu rồi ạ. Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết lăn bánh như nào, thì anh hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Honda CR-V bản L này lăn bánh nội đang là 1 tỷ 130 triệu ạ. Trả góp thì đang là 257 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 112 triệu. Trả góp thì đang là 239 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 130 triệu. Trả góp thì đang là 257 triệu ạ. Đó chính là phần giá xe và tổng nón bánh thì lúc nào sẽ là cam kết anh em sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nha. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể nhé. Kích thước tổng thể nó dài đang là 4m623, rộng là 1m855, còn cao là 1m679 ấy. Còn chiều dài cơ sở nó đang là dài là 2m660, còn khoảng sáng gầm xe nó đang là 19,8cm nhé. Đó, rất là dài và rộng và cao đấy ạ. Còn tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng thì nó vẫn sử dụng ngôn ngữ của Honda. Đó chính là mặt lưới ca lăng của nó, nhìn thiết kế nhìn rất hiện đại và sang trọng ạ. Rất hiện đại luôn nhé. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của bản L này thì cụm đèn phía trước của nó là đèn full LED nhé. Cả đèn cốt đến đèn pha đấy ạ. Đâu, còn đây là giải đèn LED ban ngày này. Giải đèn LED ban ngày này. Rất hiện đại đúng không em? Rất sang trọng đấy ạ. Còn đây là đèn gầm này. Đèn gầm của nó cũng là đèn full LED luôn nhé. Đấy. Còn mặt cản trước của nó thiết kế chung thì được dập lồi, được thiết kế lồi rất thể thao. Rất thể thao anh em ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe thì của chiếc xe bản L này thì cũng được dập lồi rất là nhiều, cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và sang trọng. Nó thêm được nữa đó chính là có tấm lẹp bạc chrome màu bạc trắng đấy, màu trắng đấy. Đó, rất là sang trọng nhé. Và kiểm chúc xe giúp chiếc xe cảm giác trường xe hơn rất là nhiều. Còn đây giới thiệu tiếp theo nữa cho anh em nữa, đó chính là phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của nó là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhé. Cùng màu thân xe đấy ạ. Nó tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương, nó là đèn LED đấy. Đó. Nó sẽ được chỉnh điện và cập điện nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần tay nắm cửa này. Tay nắm cửa của nó sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe. Nó là cùng màu thân xe thôi. Theo em thì nó lên là tay nắm cửa mạ chrome thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Còn chân kính nó được mạ chrome rồi. Chân kính cả trên cả dưới nhé. Được mạ chrome này. Đó. Tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả 4 cánh cửa nhé. Còn tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe CR-V bản L này thì được dập lồi rất là nhiều, cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn, hiện đại và thể thao, đúng phong cách ngôn ngữ của 2021. Rất là tuyệt vời đúng không em? Đó. Được tay cái thanh nẹp chrome để giữa này, thiết kế rất tuyệt vời đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hệ thống đèn. Đèn hậu của nó sẽ là đèn full LED luôn nhé. Nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Đó. Và các tính năng an toàn phần đuôi xe này có như sau. Đó chính là có cảm biến lùi 4 mắt này. 1 này, 2, 3 và 4 ạ. Và tiếp theo nữa đó chính là có camera lùi nhé. Camera lùi này. Và có thêm một cái tính năng an toàn nữa rất là hay. Đó là phần có cái gương, phần gương chiếu hậu bên ghế phụ. Sẽ có, đó chính là có camera. Camera dành cho bên bên ghế phụ nhé, gương này. Đó. Khi mà anh em là đánh lái sang bên trái thì nó sẽ gương camera này nó sẽ hiện lên cho anh em để anh em có tầm quan sát nó rộng hơn rất là nhiều. Còn em giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa đó chính là phần trần xe nhé.
Trần xe của nó sẽ là trần, nó sẽ có cửa sổ trời, toàn cảnh panorama. Toàn cảnh panorama này. Gương có anten của nó sẽ là anten vây cá nhé. Đó, anten vây cá đấy ạ. Giờ em sẽ mở cốp cho anh em xem là cốp chiếc xe này nó có rộng không ạ. Cốp nó sẽ là cốp điện nhé. Cốp điện đấy ạ. Đây. Cốp của bản này thì lòng xe 7 chỗ thì cốp nó không phải là quá rộng đâu ạ. Nó cơ bản thôi, nó cũng không phải là quá rộng đâu nhá. Nhưng để đồ thì cũng để được vài chiếc vali nhá. Đó. Cốp sẽ là cốp điện này. Đây. Nó nút bấm điện này. Nó cả chống kẹt luôn nhá. Ok, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe bản L này như sau. Gồm có này, ở trong đô thị đang là 8 lít 9 này, ngoài đô thị đang là 5 lít 7 và kết hợp trung bình đang là 6 lít 9. Một chiếc xe mà dòng xe 7 chỗ mà rất là tiết kiệm nhiên liệu nhé, chỉ có 6 lít 9 thôi anh em ạ. Ok, giờ em sang bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em về nội thất ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về nội thất này. Nội thất của chiếc xe CR-V bản L này thì nội thất của nó là nội thất màu đen, toàn bộ là màu đen hết nhá. Đa phần sẽ là màu đen, giúp cho bên trong nội thất nhìn cảm giác rất là sang trọng và cảm giác rất là tinh tế. Còn nếu mà anh em nào mà có gia đình mà có nhiều trẻ nhỏ thì nội thất màu đen này thì giúp cho rất là sạch sẽ bên trong xe đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần ghế nhá. Ghế của nó sẽ là ghế da màu đen, sờ rất là mềm mại và ngồi rất là ôm ghế, kiểu dáng nó sẽ là thể thao. Ghế được chỉnh điện 10 hướng, chỉnh điện 10 hướng nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng ba chấu được bọc da sờ rất là mềm mại, được tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại dành tay này, điều chỉnh âm lượng này. Còn bên này sẽ là có cruise control, đó chính là ga tự động nhé. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là toàn bộ là màu đen hết và được có các cái ngăn chứa đồ để nước này, chai nước này, rất là thoải mái cho em để này. Còn đây là các nút bấm ở trên cánh cửa có như sau, đó chính là có cục gương này, cục gương tự động này, điều chỉnh bốn mặt gương này, khóa cửa này, chốt cửa và lên xuống cho cả bốn cánh cửa nhá. Riêng cái ghế lái sẽ là có tự động lên và xuống, chống và chống kẹt luôn, một chạm đấy ạ. Và các cái này được vân gỗ hết nhá, rất xịn sò đấy ạ. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về bên trong nhá. Đầu tiên đó chính là chìa khóa thông minh một chạm. Còn đây là chìa khóa treo trên người của nó đấy ạ. Thiết kế rất đẹp và hiện đại nhá. Giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem ạ. Đó. Đây, anh em thấy nào ạ? Bảng hồ táp lô của chiếc xe Honda CR-V bản L phiên bản 2021 với bảng đồng hồ của nó nhìn rất hiện đại, rất sang trọng anh em ạ. Đó. Còn đây anh em chi tiết cho anh em này, đây là chính là bên về các cái nút, ví dụ đèn cảnh báo này, đây là cái mức nhiên liệu này và rất nhiều cảnh báo khác nhau, công tơ mét để trên đây và bảng rô điện tử rất là to đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần là cần điều chỉnh ánh sáng này, nó có chế độ auto này. Auto là gì ạ? Là auto là tự động bật sáng khi mà vào trời tối, hầm tối nhá. Đó, anh em theo em thì anh em luôn luôn để chế độ auto. Còn gần gặp mưa của nó thì bản này thì cũng chưa có chế độ auto đâu anh em ạ. À xin lỗi, nó có chế độ auto rồi này. Đây cho em xem này, có chế độ auto này. Auto là gì ạ? Tự động gạt mưa khi mà trời có mưa nhá. Đó, rất là tuyệt vời anh em. Trên vô lăng của nó sẽ là có lấy chuyển số trên vô lăng nữa này. Lấy chuyển số trên vô lăng. Đó, lấy chuyển số trên vô lăng nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí này. Màn hình giải trí của nó sẽ là màn hình cảm ứng 8 inch, có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có cả định vị cho anh em. Đây, ngoài ra màn hình cảm ứng này, nó có cái nút vặn như sau. Đấy, nút vặn này. Màn hình cảm ứng nó thì nhìn rất là hiện đại. Rồi. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hệ thống điều hòa nhá. Điều hòa của nó sẽ là điều hòa hai vùng độc lập nhau. Điều hòa hai vùng độc lập đấy ạ. Được chưa? Hai vùng đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hộp số này. Đây. Hộp số của nó sẽ là hộp số tự động vô cấp, số tự động vô cấp nhá. Có đây là các cái nút như sau, nó sẽ là phanh tay của nó là phanh điện này. P này. Đó. Còn đây là chế độ lái, là chế độ eco này, chế độ tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Còn phía dưới này em sẽ giới thiệu cho anh em nữa này, đó chính là cổng USB này. USB này. Còn đây là sạc thông minh IQ anh em nhá. Sạc thông minh IQ anh em ạ. Rất là tiện lợi cho anh em đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em phía dưới này, đằng này sẽ là để chai nước, mình để đây nhá. Đó, tiện lợi không ạ? Còn đây là ngăn để đồ này. Còn đây hộp tựa tay trung tâm này, rất to bản nhá. Rất to bản đấy ạ.
Đó, được bọc da, sờ rất mềm mại đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe. Gương chiếu hậu bên trong xe thì nó sẽ có các cái đèn, nó sẽ có cái tính năng ví dụ như là chống chói tự động này. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần của nó đây nhá. Đó, đèn trần có rất nhiều các nút bấm, mở cửa thì sáng này, mở luôn luôn sáng này. Và đèn nó là ánh sáng trắng nhá, không phải ánh sáng màu đỏ đâu ạ. Còn đây sẽ là hộp như này, mình để đăng ký, đăng kiểm tài liệu, mình để kính đây cũng được nhá. Còn đây là cửa sổ trời toàn cảnh này. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Trên trần sẽ là màu ghi nhá. Ok, giờ em sẽ sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai nhá. Hàng ghế thứ hai nó sẽ giống như hàng ghế đầu tiên. Ghế sẽ là ghế được ghế da màu đen. Và ghế được gập được 60-40. Gập được 60-40 nhá. Đó, giờ em đi sâu vào bên trong này. Đây, hàng ghế thứ hai đầu tiên em sẽ kiểm tra cho anh em về độ rộng rãi này. Em cao 1m80 nhá. Để chân này, vẫn còn được lửa găng tay nhá. Để rất thoải mái luôn anh em ạ. Rất thoải mái luôn này. Anh em nào cao to bằng mấy thì vẫn thoải mái cho anh em đấy ạ. Còn đây anh em chưa giới thiệu cho hàng ghế thứ hai nữa, đó chính là thêm được cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. À, phía dưới đằng này sẽ là có cổng sạc điện thoại này, hai cổng sạc điện thoại cho em nhá. À, tuyệt vời không ạ? Đây em sẽ giới thiệu cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên này. Đây, tổng quan về hàng ghế đầu tiên cho anh em này. Nếu ai là người khó tính hay là người kỹ tính về những tính năng option của một chiếc xe phân khúc SUV thì chiếc xe Honda CR-V thì em nghĩ là chiếc xe này sẽ khó lòng để anh em nào mà chê trách nó quá nhiều được, về những tính năng option nó mang lại nó quá nhiều rồi đấy ạ. Đó. Thì tại sao anh em không gọi điện đi cho em đi ạ, để qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Ok, tiếp theo em sẽ sang phần động cơ để giới thiệu cho em về động cơ ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về phần động cơ nhá. Động cơ nó sử dụng là động cơ 1.5 turbo. Còn đây là chi tiết về bên trong này, em giới thiệu cho anh em này. Còn cái màu xanh này đó chính là rửa kính này. Còn đây là nước làm mát nhé. Động cơ là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng này. Cổ hút nên để rất là cao rồi. Còn đây là ắc quy của nó, ắc quy khô nhé. Còn đây màu vàng này đó chính là dầu phanh đấy ạ. Rồi, em quay cho anh em về tổng quan về phần động cơ này. Ok, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh em về phần công suất của nó. Công suất cực đại của chiếc xe này thì nó đang là 188 Nm trên cho 5.600 vòng trên phút nhé. Còn moment xoắn cực đại nó đang là 240 Nm trên cho 5.000 vòng trên phút ạ. Còn dung tích bình nhiên liệu bàn này thì đang là 57 lít nhé. Còn hệ thống nhiên liệu của nó là hệ thống phun xăng điện tử đấy ạ. Ok, tiếp theo em sẽ sang bên tổng thể để giới thiệu cho anh em về tổng thể cũng như là những tính năng an toàn của chiếc xe Honda CR-V bản L. Thì em xin phép được giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về tổng thể nhé. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Honda CR-V bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CR-V. Gồm có tính năng an toàn như sau. Có giảm thiểu va chạm này, đèn pha tự động thích ứng này, và có cả hệ thống hỗ trợ làn đường nhé. Đấy, camera hỗ trợ giữ làn đường này, cảnh báo ngủ gật, rất là an toàn cho anh em đúng không ạ? Và có những tính an toàn nữa như sau. Mình có phanh ABS này, cân điện tử xe EBD, ESC, hỗ trợ phân bố được phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc nhé, đèn báo phanh khẩn cấp này, có camera lùi nó cả camera lùi của bên gương bên bên phụ nữa đấy ạ, giúp cho anh em khi mà đánh lái sang bên bên làn đường hoặc là anh em sang ghép vào chuồng chẳng hạn, nó quan sát lên dễ rất là nhiều. Và có các tính năng an toàn nữa, đó chính là có cảm biến lùi này, chức năng khóa tự động này. Đó. Và số túi khí sẽ là có 6 túi khí nhé. Sẽ có 6 túi khí đấy ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe cũng như là những tính năng option của chiếc xe Honda CR-V bản L, cũng là bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CR-V phiên bản 2021 rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ giới thiệu cho anh em toàn bộ các dòng xe của Honda cũng như là các hãng xe khác nhau như là Kia, Hyundai, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất, mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.